Từ đó đến giờ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện của hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Sau khi hoàn thành, dự án được đấu nối với lưới điện quốc gia bằng cáp điện 110 kV. Điểm đấu nối của dự án lưới điện nông thôn 2 và 3 là trạm biến áp. Mình phải đi mem nữa nhỉ? Sau đó đấu nối thì trạm biến áp 110 kV sử dụng. Với những tốc độ chính của hai công trình khoảng 20 triệu đồng. Sinh thái, lòng hồ, kỳ tiến cầu lương, đàn dân quốc gia, trừ dành sinh và khu bảo tồn thiên nhiên bị bất cứ cả. Do nguồn cung không thể đáp ứng đủ, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng lớn. Điều này đã gây ra những quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mình ở phía sau mặt tiền năm ơi. Hả? Phía sau tiền tài đó. Thành phố Đà Nẵng. Thời với vị thế,